Đối với bài đầu tiên, chúng ta nhìn thấy có hai cột ạ, cột number one và number two. Thực chất nhiệm vụ đầu tiên là các con sẽ chọn ra hai con vật ở trong bài mà mình yêu thích. Sau đó các con sẽ viết tên hai con vật ở đây, hai dòng này. Sau khi viết tên xong, các con sẽ vẽ hai con vật đấy ở dưới. Sau khi vẽ xong, các con có thể tô màu. Vẽ xong, các con sẽ đọc các câu hỏi ở dưới và chúng ta sẽ viết câu trả lời bên cạnh. Câu hỏi đầu tiên là which animal is bigger? Con nào to hơn? Thì chúng ta viết ở đây. Which animal is softer? Con nào mềm hơn? Which animal is longer? Con nào dài hơn? Và how are both of these animals the same? Và hai con vật này nó giống nhau như thế nào? Thì các con viết câu trả lời ở đây. Bài tiếp theo là chúng ta sẽ làm quen với letter G. Từ nào trong các bức tranh ở dưới đây các con thấy bắt đầu bằng letter G thì các con cắt ra và dán ở cột bên này. Và từ nào có kết thúc là letter G thì các con cắt và dán ở cột bên này. Đấy, chúng ta có từ bug kết thúc bằng letter G, goat bắt đầu bằng letter G, gate bắt đầu bằng letter G, dog kết thúc bằng letter G, girl bắt đầu bằng letter G, egg kết thúc bằng letter G. Bài tiếp theo đấy là chúng ta sẽ làm quen với dấu chấm câu ạ. Trước tiên là các con sẽ đọc các câu này lên. Sau khi đọc xong thì chúng ta sẽ viết dấu chấm câu ở cuối. Và cái cột tiếp theo ở dưới đây là chúng ta sẽ viết câu của mình. Cái câu này các con nhớ là có liên quan đến bài mình vừa đọc nhé. Và sau khi viết xong thì các con nhớ là viết dấu chấm ở cuối câu.